Hôm nay chúng ta học tiếp bài kinh số 8, kinh Tán Đà Na. Các học viên lật trang 305. Kinh Tán Đà Na là kinh này chủ yếu là Đức Phật giải thích về cái pháp tu khổ hạnh, một của những ngoại đạo, cái phái ngoại đạo họ tu lệch lạc. Và Đức Phật đã đính chính lại về cái pháp tu khổ hạnh. Và cái bài kinh chi tiết như thế nào thì chúng ta theo dõi kinh văn. Tôi nghe như thật như vậy, một thời Phật tại đồng cây Thất Diệt, núi Tỳ Bà Ha, thành La Diệt Kỳ cùng đại chúng tỳ kheo 1.250 vị. Lúc đó ở thành Vương Xá có một cư sĩ tên Tán Đà Na, thích ưa đi dạo, hàng ngày ông ra khỏi thành đến chỗ Đức Thế Tôn. Một hôm ông xem bóng mặt trời rồi thầm nghĩ, giờ này chưa phải lúc đến thăm viếng Phật, giờ này Phật còn nhập định tư duy tại tỉnh thất và các tỳ kheo cũng đang thiền tĩnh, ta hãy đi đến rừng của nữ Phạm Chí Ô Tạm Bà Lị, đợi đến khi thích hợp sẽ đến Phật để lễ bái và gặp các tỳ kheo cung kính thăm viếng. Trong rừng của nữ Phạm Chí lúc bấy giờ có Phạm Chí tên Ni Câu Đà cùng 500 đệ tử đang tu tập một chỗ, lớn tiếng bàn luận suốt ngày, chỉ nói những điều phù phiếm chướng ngại đạo, hoặc luận bàn quốc sự, hoặc bàn việc đao binh chiến tranh, hoặc bàn việc quốc gia hòa nghĩa, hoặc bàn việc đại thần, việc thứ dân, hoặc bàn chuyện xe ngựa, công viên, rừng, hoặc bàn chuyện chiếu giường, y phục, uống ăn, phụ nữ, hoặc bàn việc núi, biển, rùa, trận. Nghĩa là họ chỉ bàn những điều chướng ngại đạo như thế cho hết ngày. Khi Phạm Chí kia vừa trông thấy cư sĩ Tán Đà Na từ xa đi lại, liền ra lệnh cho chúng của ông: các người hãy tĩnh lặng. Vì sao vậy? Có đệ tử của Sa Môn Cù Đàm đang từ ngoài đến. Trong hàng đệ tử bạch y của Sa Môn Cù Đàm, ông đó thuộc vào hạng thượng trưởng thượng. Ông ấy chắc đi đến đây, các người hãy tĩnh lặng. Các Phạm Chí đều im lặng. Cái này thì nói về cái duyên khởi. Đầu tiên là một cái vị cư sĩ tên Tán Đà Na, ông đi, ông là một cái vị trưởng giả. Trưởng giả là chúng ta biết là một cái người nổi tiếng về đạo đức tuổi tác, tức là bị lớn tuổi, và cũng là cái người cũng có danh tiếng địa vị trong xã hội, nên gọi là cái trưởng, nên gọi là cái cư sĩ. Cư sĩ này cũng là gọi là cái là một bậc trưởng giả, và ông ta cũng là một cái người trí thức và đệ tử của Cụ Đàm, Sa Môn Cụ Đàm, tức là chỉ cho Đức Phật, cho nên các ngoại đạo cũng nể khi mà thấy ông đến. Cư sĩ Tán Đà Na đi đến chỗ Phạm Chí chào hỏi xong, ngồi một bên và nói với Phạm Chí: thầy tôi Đức Thế Tôn thường ưa nhàn tĩnh, chẳng ưa huyên náo, không như các ông và đệ tử các ông ưa ở giữa đám đông cao tiếng luận bàn, nhưng chỉ toàn những lời chướng ngại đạo vô ích. Ông này thì cũng tốt nhưng quá thẳng ha, nói quá thẳng. Rồi thì Phạm Chí Ni Câu Đà, Phạm Chí Ni Câu Đà nói lại, ông này cũng không có vừa: Sa Môn Cù Đàm có bao giờ đàm luận với mọi người không? Mọi người do đâu mà biết được Sa Môn có đại trí tuệ? Thầy của ông thường ưa một mình ở chỗ biên địa, cũng như con bò chột ăn cỏ, chỉ đuổi theo chỗ mà không nó chỉ đuổi theo chỗ mà nó thấy. Thầy ông là Cù Đàm cũng thế, cứ ham điều độc kiến riêng nên mới ưa chỗ không người. Nếu thầy ngươi lại đây, chúng ta sẽ gọi ông ấy là con bò chột. Sa Môn Cù Đàm thường tự cho là có đại trí tuệ, nhưng ta chỉ cần một câu là đủ làm cho cùng bí và bắt phải im lặng, ví như con rùa thun hết mình vào vỏ, cho thế là yên ổn rồi, nhưng chỉ cần một mũi tên là nó không còn chỗ tránh.
này là xúc phạm quá đáng hả? Dạ. Thì một người thì quá thẳng tính, một người thì quá là xúc phạm. Lúc đó Thế Tôn đang ở tại Tịnh Thất, bằng thiên nhĩ nghe câu chuyện giữa Phạm Chí và cư sĩ như thế, liền ra khỏi hang Thất Diệp, đi đến rừng nữ Phạm Chí Ô Tạm Bà Lị. Khi Phạm Chí vừa từ xa thấy Phật đi lại, bảo các đệ tử. Đức Phật thì chúng ta biết là Ngài có thiên nhãn, thiên nhĩ, có tha tâm thông, cho nên là mặc dù là không ở gần đó nhưng mà biết là ai nói những cái điều gì hay dở là đúng sai thì Ngài đều biết. Và cái điều này thì Ngài thấy như vậy, nghe như vậy, cho nên là từ trong cái tỉnh thất mà Ngài đi đến cái chỗ mấy người Phạm Chí này. Khi Phạm Chí vừa từ xa thấy Đức Phật đi lại, bảo các đệ tử: các ngươi hãy giữ im lặng, Sa môn Cù Đàm sắp đến đây, các người chỉ đứng dậy nghênh đón, cung kính lễ bái, cũng đừng mời ngồi, chỉ riêng một chỗ cho ông ta ngồi thôi. Khi y ngồi xong, các người hãy hỏi Sa môn Cù Đàm: từ trước đến nay ông dạy bảo các đệ tử những pháp gì để họ được an ổn tình tu phạm hạnh? Bây giờ Thế Tôn vừa đến khu vườn, Phạm Chí bất giác đứng dậy nghênh đón Thế Tôn và nói: xin mời đến đây, Cù Đàm xin mời đến đây, Sa môn từ lâu không được gặp, nay có việc gì Ngài đến đây, xin mời ngồi tạm ở đằng trước. Chúng ta thấy thì ngược lại phải không? Lúc trước thì nói những lời nặng nề xúc phạm như vậy, nói thì Sa môn Cù Đàm thì thích ưa nhàn tịnh một mình, như vậy là làm sao biết được, đo được cái trí tuệ tới đâu. Thì cũng giống như là cái con bò chột tức là con bò mà còn mù đi nữa, thì chỉ có hướng đến cái cỏ như vậy thì mà đến thôi, chứ không có thấy được cái sự việc rõ ràng. Còn ví như là con rùa mà bị một cái mũi tên là bắn như vậy là thun vào, không có chỗ mà ẩn nấp, thì xúc phạm như vậy. Rồi còn dặn với nhau là khi mà Cụ Đàm đến thì coi như là đừng có chào hỏi, chỉ một cái chỗ ngồi tạm như vậy thôi. Nhưng mà không ngờ là khi mà Đức Phật đến thì mọi người bất giác rồi đứng dậy hết, rồi còn nghênh tiếp, rồi niềm nở, rồi mời ngồi, mời ngồi phía trước mà còn gọi là tạm nữa. Cho nên là một cái hành động là nó không có làm chủ được, bất giác. Nhưng mà đó là lý do vì sao. Khi ấy Đức Thế Tôn ngồi xuống vui vẻ mỉm cười và thầm nghĩ: các người ngu này không tự chủ được, trước đã đặt lệnh ước với nhau mà rốt cuộc không giữ toàn. Sở dĩ vậy là vì thần lực của Phật khiến ác tâm của chúng tự nhiên tiêu tan. Chúng ta thấy rất là hay phải không? Cái này giống như ngày xưa mà năm anh em Kiều Trần Như cũng vậy. Khi mà Đức Phật rời bỏ đi rồi thì những người cho rằng ông Cù Đàm này, lúc đó chưa gọi là Cù Đàm, mà cho rằng cái vị này thì tu là chắc là thấy khổ quá rồi, thối tâm rồi, lui về rồi. Bây giờ đi đến đây thì mọi người đừng có chào hỏi. Năm người dặn với nhau như vậy, nhưng mà khi Đức Phật đến thì tự nhiên bất giác cũng năm người đứng dậy rồi chào hỏi. Thì bây giờ đây thì mình gặp những cái người Bà La Môn này cũng vậy. Thì đó là do cái thần lực của Đức Phật mà khiến những cái tâm ngạo mạn, những cái tâm xúc phạm, những cái ác tâm của những cái người Bà La Môn này nó tự nhiên mà nó tiêu tan đi. Cư sĩ Tán Đà Na đảnh lễ chân Phật rồi ngồi một bên. Phạm Chí Ni Câu Đà chào hỏi Phật xong cũng ngồi một bên và bạch Phật: Sa môn Cù Đàm từ trước đến nay dạy bảo hàng đệ tử những pháp gì khiến họ được tịch định an ổn, tịnh tu phạm hạnh. Phật nói: hãy thôi Phạm Chí, pháp ta sâu rộng, những điều mà từ trước đến nay ta dạy các đệ tử được an lạc, tịnh tu phạm hạnh không phải là những điều mà ông có thể hiểu kịp. Đức Phật biết cái căn cơ như vậy cho nên Đức Phật cũng nói thẳng. Rồi Phật lại nói với Phạm Chí: dẫu đến cả đạo pháp mà thầy của ông và các đệ tử của ông tu hành, tịnh hay bất tịnh, ta cũng nói hết được cả. Thì Đức Phật thì
Khi mà cái người phạm chí Đà Bà La Môn này hỏi như vậy thì Đức Phật không có mà trả lời cái giáo pháp của Đức Phật. Cái giáo pháp của Đức Phật là cái pháp nó thầm thâm vi diệu, không thể mà một vài câu mà có thể mà nói được. Hơn nữa là cái lý do vì sao mà Đức Phật không nói mà còn lại nói lại cái giảng lại cái pháp của những người ngoại đạo đang tu này. Lúc đó 500 đệ tử phạm chí này đều cất tiếng bảo nhau: Sa môn Cù Đàm có oai thế lớn, có thần lực lớn thật. Người ta hỏi nghĩa lý mình lại giảng trở lại nghĩa lý của người ta. Phạm chí bạch Phật: lành thay Cù Đàm, xin ngài phân biệt cho. Thì Đức Phật khi mà thuyết pháp thì phải quán cái căn cơ và đúng cơ đúng thời thì Đức Phật mới thuyết, không phải là hỏi đâu mà nói đó một cách là tự tiện như vậy. Thì biết những người này là đang một cái kiến chấp, là kiến chấp về cái pháp tu khổ hạnh, pháp tu mà quan trọng về cái hình thức bên ngoài, và nó đã ăn sâu như vậy. Cho nên nếu mà Đức Phật có nói cái giáo pháp của ngài thì những người này cũng không thể tiếp thu được. Giống như một cái bình mà nó đang chứa đầy nước trong đó, tịnh hay là bất tịnh không biết, mà chứa đầy nước rồi thì bây giờ có đổ những cái nước bên ngoài cam lồ nước trong vô thì cũng không thể mà chứa được. Cho nên là muốn mà đổ cái nước cam lồ vô cái chai đó thì cái bình đó phải đổ cái nước ở bên trong ra, xúc cái bình cho sạch thì mới có cái nơi mà chứa được và chứa cái nước nó giá trị để dùng được. Cho nên là những người này đầy cái kiến chấp như vậy, cho nên Đức Phật có nói ra cũng không tác dụng gì, cho nên Đức Phật không có nói và còn giảng ngược lại. Giống như là trước khi mà cho người ta uống thuốc bổ là cũng phải trị cái bệnh đi phải không? Chứ cái bệnh mà đang còn uống thuốc bổ thì thuốc bổ vô nó cũng thành bệnh thôi. Cho nên Đức Phật là một như là một cái vị lương y, một cái vị thầy lương y là như vậy. Rồi thì Đức Phật giảng về các hình thức khổ hạnh. Cái đoạn đối thoại này thì chúng ta lược đi, nó cũng dễ hiểu. Các hình thức khổ hạnh, Phật nói những điều sở hành của ông toàn là thấp hèn, như việc cởi bỏ y phục để trần truồng, hoặc lấy tay che, hoặc không nhận đồ ăn đựng trong cái ghè, không nhận đồ ăn đựng trong chậu, không nhận đồ ăn giữa hai bức vách, không nhận đồ ăn giữa hai người, không nhận đồ ăn giữa hai con dao, hai con dao, không nhận đồ ăn giữa hai cái chậu, không nhận đồ ăn từ gia đình đang ăn chung, không nhận đồ ăn từ nhà có thai, không nhận đồ ăn từ nhà thấy có chó đứng trước cửa, không nhận đồ ăn từ nhà có nhiều ruồi, không nhận lời mời ăn, không nhận đồ ăn từ người nói đã biết từ trước, không ăn cá, không ăn thịt, không uống rượu, không ăn với hai chén bát, một bữa ăn một lần nuốt cho đến 7 lần nuốt thì thôi, nhận thức ăn được thêm không quá 7 lần thêm, hoặc mỗi ngày ăn một bữa, hoặc 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày, 7 ngày một bữa, hoặc chị ăn rau, hoặc chị ăn cỏ lúa, hoặc chị uống nước cơm, hoặc chị ăn mè, hoặc ăn gạo lứt, hoặc ăn phân bò, hoặc ăn phân nai, quá là khổ hạnh. Hoặc ăn rễ, ăn lá, trái hột cây, hoặc ăn trái cây tự rụng, hoặc choàng áo, hoặc mặc áo cọ cú, hoặc mặc vỏ cây, hoặc lấy cọ quấn mình, hoặc mặc da nai, hoặc để đầu tóc, hoặc mang tấm lông bệnh, hoặc mặc áo vắt ở Gò Mã, hoặc thường đưa tay lên, hoặc không ngồi giường chiếu, hoặc thường ngồi chồm hổm, hoặc cạo tóc chừa râu, hoặc nằm trên trong gai, hoặc nằm trên dư quả, hoặc lõa hình nằm trên phong bò, hoặc một ngày tắm 3 lần, hoặc một đêm tắm 3 lần. Tóm lại là lấy vô số chuyện khổ cực hành hạ xác thân. Ni Cô Đà, ý ông nghĩ sao? Tu những hạnh như thế đáng gọi là thanh tịnh pháp chăng? Ni Cô Đà đáp: pháp đó là tịnh chứ chẳng phải bất tịnh. Mình nghe những cái khổ hạnh nó vô lý ha.
coi như là bất chấp dơ sạch luôn, không việc dơ, không phân biệt dơ sạch luôn, hành hạ cái xác thân đến cái mức như vậy. Tức là về cái ăn, cái mặc, cái ở, rồi cái sinh hoạt đều là ép về cái khổ hạnh, về cái xác thân bên ngoài. Nhưng mà khi Đức Phật hỏi như vậy thì có thanh tịnh tịnh không, thì cái ông Ni-cô Đà này còn đáp đó là cái pháp tịnh, cũng còn thấy như vậy, tức là một cái vừa bào chữa mà vừa vô minh, không có nhận chân được, không thấy được là nó có cái lợi ích hay là không, mà nó hữu lý hay là cái vô lý. Thì Đức Phật nói: người bảo là tịnh, nhưng ta sẽ từ trong cái tịnh của ông đó mà chỉ ra điều cấu uế cho ông xem. Thì Đức Phật mới chỉ ra những người kia trong khi tu khổ hạnh mà tâm thường tính nghĩ rằng ta làm như thế này để được mọi người cung kính cúng dường lễ bái, thế là cấu uế. Chúng ta thấy cũng quá đúng phải không, làm những cái hình thức khổ hạnh bên ngoài nhưng mà bên trong là mong muốn là được cúng dường cung kính lễ bái, như vậy thì cái tâm là bất tịnh rồi. Tâm bất tịnh mà bên ngoài có khổ hạnh thì cái đó cũng là cái cấu uế thôi. Rồi người tu khổ hạnh kia khi được cúng dường rồi lại say đắm giữ chặt, tham luyến không rời, không biết xa lìa, không biết cách thoát ra, thế là cấu uế. Tức là cái tâm chấp thủ, cái tâm tham muốn, tâm chấp thủ thì đó là cấu uế rồi. Người tu khổ hạnh kia mà vừa trông thấy bóng ai đi đến thì cùng nhau ngồi thiền, khi không ai thì mặc ý nằm ngồi, thế là cấu uế. Đó là gọi là giả dối phải không? Giả dối là cấu uế. Người tu khổ hạnh kia mà nếu nghe đến chính nghĩa của người khác thì không chịu nhìn nhận, thế là cấu uế. Đây là cái tâm đố kỵ phải không? Nghe cái điều chính nghĩa của người khác mà không có nhìn nhận thì cái điều này, thì cái tâm này là cũng một cái phiền não, là cái đố kỵ, nên là cũng liệt về cái cấu uế. Người tu khổ hạnh kia nếu mà có ai hỏi thẳng thì tiếc lẫn mà không trả lời, thế là cấu uế. Tức là cái tâm ích kỷ bỏng sẻn, biết mà người ta hỏi thì không có trả lời, thì đó là cái tâm này, cái tâm ích kỷ bỏng sẻn, như vậy là cũng là cái cấu uế. Người tu khổ hạnh kia mà hễ thấy người nào cúng dường sa môn bà la môn thì la rầy ngăn cản, thì cái đây là càng cấu uế nữa. Tức là một cái tâm mà đố kỵ, mình đã không làm mà thấy người khác làm cái điều tốt mình còn ngăn cản, rồi cúng dường sa môn bà la môn mà ngăn cản, thì cái tâm này cũng bỏng sẻn, cũng đố kỵ. Người tu khổ hạnh kia nếu thấy sa môn bà la môn ăn vặt có sinh sản nữa liền đến chê trách. Ăn vặt có sinh sản là sao? Vặt sinh sản không những là vật sinh sản, là những cái con còn sống, mà ngay cả những cái loài thực vật, những cái loài thực vật mà như là nó đang sống, hay là những cái trái cây mà nó có hột, thì có nhiều người cũng chấp như vậy. Có nhiều nhiều người tu theo cái đạo, như hồi bên Việt Nam sư cô mà đến cái đạo, cái chùa Cao Đài đó, thì khi mà ăn ăn mà những cái trái trái ổi hay trái gì đó là người ta nói phải bỏ cái hột ra chứ không không có ăn, mình ăn cái đó là cái hột nó còn xinh xắn nữa. Thì nói là như vậy thì chắc là không ăn thanh long được rồi. Ăn thanh long mà giờ bỏ hột được à. Thì tất cả mà những cái gì mà có sinh sản là không được ăn, mà ngay cả cái cây mà nó đang sống cũng không dám cắt. Mỗi lần mà cắt cái rau muống hay rau lang đó phải ra làm phép khử tịnh, mà mình không biết phép khử tịnh là phép gì, thì họ phải khử tịnh nó rồi họ mới cắt. Rồi cho nên ở đây là những cái vật mà có thể sinh sản, tức là không những động vật mà còn thực vật cũng vậy, thì họ cũng chấp vào như đó. Người tu khổ hạnh kia có thức ăn bất tịnh, không chịu cho người khác mà ăn một mà tham ăn một mình, không thấy lỗi của mình, không biết con đường xuất ly, thế là cấu uế.
Cái thức ăn bất tịnh này không phải là cái thức ăn nhơ, thức ăn là không sạch, mà đây là cái thức ăn như là thức ăn dở đó, thức ăn ngon, thức ăn dở mà không chia cho người khác ăn mà tự một mình ăn. Tại cái đoạn sau là có thức ăn tịnh bất tịnh, tức là thức ăn mà bất tịnh là mình là chê, rồi thức ăn tịnh là mình tham, thì đó là cũng thuộc cái câu ế. Cho nên cái từ bất tịnh đó tức là thức ăn ngon, phân biệt ngon dở mà mình ăn một mình mà không chia người khác ăn, rồi thì không thấy lỗi của mình, không thấy con đường xuất ly, thì đó là cái cấu ế. Người tu khổ hạnh tự khen mình hay chê người khác, chê bai người khác là cấu ế. Rồi người tu khổ hạnh kia mà giết trộm tà dâm hai lưỡi ác khẩu nói dối ỷ ngữ tham lam tật đố tà kiến điên đảo, thế là cấu ế, tức là phạm 10 cái điều ác. Người tu khổ hạnh kia mà lười biếng hay lãng quên, không tập thiền, không có trí tuệ, chẳng khác nào cầm thú, thế là cấu ế. Người tu khổ hạnh kia mà cống cao kiêu mạn, mạn tăng thượng mạn, thế là cấu ế. Người tu khổ hạnh kia mà không có tín nghĩa, lại không báo đáp, không trì tịnh giới, không hay tinh cần chịu nghe người khác khuyên răn, thường kết bạn bọn xấu, làm điều xấu ác không dừng, thế là cấu ế. Tức là cái người mà sống không có biết báo đáp, tức là người không có biết mà tri ân báo ân, không có cái tín nghĩa, đó là cũng là cái cấu ế. Dù cho là cái khổ hạnh ép sát mà cái tư cách sống đạo đức nó không có như vậy thì cũng là cấu ế. Người tu khổ hạnh mà ôm nhiều sân hận, ư làm xảo quyệt, cậy mình hiểu biết, tìm tòi hay dở của người, thường chấp tà kiến, biên kiến, thế là cấu ế. Ni Câu Đà, ý ông nghĩ thế nào? Tu khổ hạnh như thế, đáng gọi thanh tịnh ư? Ni Câu Đà đáp, đó là bất tịnh chứ không phải tịnh. Từ trước đến giờ thì cái người này cứ tu là cái hình thức bên ngoài, cái thể hiện cái hình tướng bên ngoài, nhưng mà không có nhìn được cái tâm, không có thấy được cái tư cách, cái đạo đức, cái cách sống, mà cứ căn cứ vào cái thân như vậy rồi cho rằng đó là tịnh là đúng. Nhưng mà khi Đức Phật phân tích ra thì mới nhìn lại tất cả những cái này, mà nếu mà với cái tâm không có tu, cái tâm bên trong không có trau dồi cái đạo đức kèm theo nữa thì đó đều là bất tịnh. Và bây giờ thì ông mới nhìn ra, ông mới thấy được đó là cái điều là bất tịnh. Phật nói, nay ta từ trong pháp cấu ế ấy của ông mà chỉ ra phần thanh tịnh vô cấu cho ông hiểu. Cái phần này thì khổ hạnh vô cấu ấy, tức là ngược lại cái điều mà chúng ta vừa phân tích, tức là tu khổ hạnh mà không có nghĩ rằng được cúng dường cung kính lễ bái thì đó là khổ hạnh không cấu ế, tức là đi ngược lại. Cái điều ngược lại thì chắc mình hiểu ha, khỏi cần mình giải thích nó thêm thời gian mất thời giờ. Rồi cho đến đây thì bây giờ thì cái người ông Ni Câu Đà này thì ông mới thấy được cái sự tu khổ hạnh thế nào là cấu ế và thế nào là thanh tịnh, tức là thế nào là vô cấu. Thì ông mới hỏi rằng như vậy thì tu khổ hạnh như vậy thì đã là tu khổ hạnh chắc thật hay là chưa, tức là tu khổ hạnh như vậy là tức là đạt được cái cuối cùng, tức là cao nhất hay là chưa. Thì Đức Phật nói rằng là đây chỉ mới là cái vỏ cây thôi, tức là tu khổ hạnh mà vô cấu ế chỉ là cái vỏ cây. Thì bây giờ ông mới hỏi là tu như thế nào thì được cái mắt cây, cái vỏ cây là cái lớp bên ngoài, tiếp đến là cái mắt cây, mắt cây tức là giống như là cái giác cây bên trong á, thì nó chắc chắn hơn là cái vỏ cây bên ngoài. Thì Đức Phật mới giải thích khổ hạnh chắc thật. Các học viên lật đến trang 316. Này Phạm Chí, người tu khổ hạnh mà tự mình không giết, không dạy người giết, tự mình không trộm cắp, không dạy người trộm cắp,
tự mình không tài dâm, không dạy người tài dâm, tự mình không nói dối, không dạy người nói dối. Người ấy đem tâm từ rải khắp một phương, rồi các phương khác cũng vậy. Tự tâm quảng đại, bình đẳng, vô lượng, khắp cả thế gian, không chút oán kết. Bi tâm, hỷ tâm, xả tâm cũng thế. Chính đó mới là pháp khổ hạnh cốt lõi. Tức là không những là tu cái hình thức bên ngoài, rồi bên trong là không có tham, không có chấp, không có khen mình, không có chê người. Những cái hình thức đó là cái vỏ cây. Và đến cái phần mắt cây, tức là tu khổ hạnh và thực hành đúng năm giới, tức là không giết, không trộm cắp, không không tà dâm, không nói dối, vân vân, tức là thực hành năm cái điều cấm, năm cái giới cấm. Năm giới cấm tức là cái phần mà đạo đức căn bản, mà cũng là cái nền tảng đầu tiên trong cái giới cấm của các cái thềm bậc sau này. Và đồng thời thì không có giết hại, tức là thực hành năm giới cấm, đồng thời cũng dạy cho người thực hành năm giới cấm như vậy. Rồi thì ngoài năm giới cấm đó thì thực hành tứ vô lượng tâm, tức là từ bi hỷ xả, đem cái tâm từ mà rải khắp một phương, rồi là các phương khác, rồi cái tâm quảng đại bình đẳng vô lượng khắp thế gian, không một cái oán kết, rồi tâm bi, rồi tâm hỷ, tâm xả cũng như vậy, tức là cũng dạy người như vậy. Thì đó là cái tu khổ hạnh đạt được cái mắt cây, tức là cái giác cây bên trong, cái phần mà cái gỗ bên trong. Như vậy thì chúng ta thấy thì tu khổ hạnh không phải là chỉ có tu cho một mình, không phải là tu một cách ích kỷ, tự tu tự độ, mà tu khổ hạnh thì tu mà đạt được cái phần loại cây thì phải là có cái phần tự độ rồi độ tha nữa, phải không? Cho nên là chúng ta từ cái này mà chúng ta thấy là trong đạo Phật có cái Thinh Văn, rồi có Bồ Tát, không phải là Bồ Tát là Phật giáo đại thừa mới có Bồ Tát, mà từ trong cái những cái bộ kinh nguyên thủy này chúng ta cũng thấy là tu cái hạnh mà lợi tha đó là Bồ Tát hạnh rồi. Tứ vô lượng tâm tức là cái hạnh tu của Bồ Tát, từ bi hỷ xả. Thậm chí bạch Phật, xin Ngài dạy cho cái nghĩa khổ hạnh lõi cây. Hồi trước là chỉ có là cái mắt cây thôi, mắt cây tức là cái phần gỗ, còn bây giờ thì cái hạnh tu lõi cây. Rồi Phật dạy: Này Phạm Chí, người tu khổ hạnh mà tự mình không giết còn dạy người khác không giết, tự mình không trộm cắp còn dạy người khác trộm cắp, tự mình không tà dâm còn dạy người khác không tà dâm, tự mình không nói dối còn dạy người khác không nói dối. Người ấy đem tâm từ rải khắp một phương, rồi đến các phương khác cũng vậy. Tự tâm quảng đại, bình đẳng vô lượng khắp cả thế giới, không chút oán kết. Bi tâm, hỷ tâm, xả tâm cũng thế. Người khổ hạnh kia lại có thể biết việc xảy ra vô số kiếp trước, hoặc một đời, hai đời, cho đến vô số đời, quốc độ, thành, hoại hay kiếp số trước sau đều thấy biết cả, lại còn thấy biết mình từng sanh vào chủng tộc đó, tên tuổi thế nào, ăn uống thế nào, sống lâu thế nào, thọ khổ, thọ lạc thế nào, từ kia sanh đây, từ đây sanh kia như thế, như việc từ vô số kiếp như thế đều nhớ cả. Ấy gọi là khổ hạnh cốt lõi, không bị hủy hoại của phàm chí. Thì tu khổ hạnh không chỉ là dừng lại ở cái việc tu về cái thân ép sát khổ hạnh, tu về cái tâm, rồi thực hành cái hạnh từ tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, hay là căn bản giữ năm giới, mà còn phải luôn là phải dùng cái thiền quán, phải tu tập những cái pháp định, pháp thiền cao hơn để mà đạt được, chứng được, biết được những cái đời trước của mình, biết được cái đời trước, tức là phải chứng về cái túc mệnh minh. Túc mệnh minh tức là cái trí tuệ thấy được những cái đời trước. Túc mệnh minh hay còn gọi là chứng về thiên nhãn thông. Thiên nhãn thông tức là
có mắt, mắt này là mắt cái trí tuệ, thấy được những cái đời trước của mình, thấy được một đời, hai đời cho đến vô số đời, rồi thì thấy là sanh trong cái gia đình chủng tộc nào, rồi thọ khổ thọ lạc trong cái đời đó ra sao, rồi từ đây sanh kia, từ kia sanh đến chỗ nọ, những cái kiếp số như vậy đều phải nhớ hết. Như vậy thì tu khổ hạnh không phải là chỉ có ép sát một chỗ, dậm chân tại chỗ, mà phải luôn luôn có cái sự về chứng đắc, một cái sự phát triển về cái trí tuệ, về cái pháp tu. Thì như vậy thì chúng ta bây giờ cứ căn cứ vào cái lời Đức Phật dạy, mà chúng ta làm cái khuôn, mà chúng ta phải đo những cái pháp đo của những cái phương pháp tu của những người khác có đúng hay là không. Thì bây giờ thì hiện giờ cũng có nhiều người tu rất là nhiều cái phương pháp, và bây giờ cái thời buổi bây giờ là cái thời buổi công nghệ, cho nên là cái gì cũng đưa trên YouTube, đưa lên cộng đồng mạng, và những người thì cũng hỏi sư cô là cái người đó tu trúng hay là không, thấy họ khổ hạnh như vậy thì có đúng hay là không. Thì nói là đúng hay không sư cô cũng không có dám trả lời, mà cứ căn cứ lời Đức Phật dạy và làm cái khuôn rồi mình ập lên. Nếu mình ở trong cái khuôn đó là đã đúng, mà nó ngoài cái khuôn thì nó là sai. Chứ sư cô không có dám mà tự tiện đánh giá đúng hay là sai. Mà các Phật tử tu là phải có học từ bi, phải có cái trí tuệ, có nghiên cứu và có cái chánh kiến. Cứ lấy lời Đức Phật thì mình áp dụng vào đó. Thì như vậy thì chúng ta thấy mà tu khổ hạnh không phải là gọi là hạnh đậu đà, là không phải là chỉ có là khổ hạnh như vậy, mà phải cần nhiều cái tiêu chuẩn nữa mới gọi là cái tu khổ hạnh. Khổ hạnh còn gọi là đậu đà, phải nhiều cái tiêu chuẩn nữa. Thì ở đây thì đây là cái loại cây. Ở đây thì cái khổ hạnh mà biết phải phải trau dồi cái đạo đức căn bản của mình, tức là phải thực hành năm giới, rồi phải dùng cái từ bi tứ vô lượng tâm, rồi phải chứng đắc các cái thánh quả, tức là đạt được cái túc mệnh minh hay là được cái thiên nhãn thông để mà chứng biết biết được cái đời trước của mình. Như vậy thì mình đúng là cái phương pháp tu khổ hạnh. Thì đây là cái loại cây. Loại cây thì cũng chưa dừng. Đến nay thì Phật còn nói là một cái người phạm chí hỏi tiếp là còn có cái khổ hạnh nào bậc nhất nữa không? Thì Đức Phật trả lời tiếp có cái khổ hạnh bậc nhất. Phật nói này phạm chí, những người tu khổ hạnh mà tự mình không biết, không giết còn dạy người không giết, tự mình không trộm cắp còn dạy người không trộm cắp, tự mình không tà dâm còn dạy người không tà dâm, tự mình không nói dối còn dạy người không nói dối, người ấy đem tâm từ rải khắp một phương, các phương khác cũng vậy, tự tâm rộng lớn trùm khắp vô nhị vô lượng, không còn kết hận cùng khắp thế gian, bi hỷ và xả cũng như vậy. Người tu khổ hạnh tự biết sự việc vô số kiếp quá khứ về trước, một đời hai đời cho đến vô số đời, quốc độ thành hoài kiếp số chủng thủy thảy đều thấy hết biết hết, lại tự mình thấy biết ta từng sinh vào chủng tánh kia, họ tên họ như vậy, ăn uống thọ mạng như vậy, cảm nghiệm khổ lạc như vậy, từ đây sanh kia, từ kia sanh đây, như thế nhớ hết sự việc vô số kiếp, vì ấy bằng thiên nhãn thanh tịnh xem xét các loài chúng sanh chết đây sanh kia, nhan sắc đẹp xấu, chỗ hướng đến tốt hay xấu, tùy theo hành nghiệp mà bị đọa lạc, thầy đều thấy hết biết hết. Tức là đến cái giai đoạn này thì không những là biết về cái đời trước của mình, mà bây giờ còn biết về cái đời trước của những người khác, của chúng sanh, tức là sanh đời nào trong cái dòng họ, rồi thọ mạng của họ như thế nào, tức là phải một bậc cao hơn nữa, không những biết mình mà còn biết những người khác. Rồi thì không những là biết về cái quá khứ mà còn biết đến cái tương lai, là biết chúng sanh với cái thân hình bất thiện, khẩu hành bất thiện, ý hành bất thiện,
vị bám hiền thánh tà tính điên đạo. Sau khi thân hội mạng chung sẽ đọa vào ba đình dữ. Hoặc có chúng sanh với thân hành thiện, khẩu hành thiện, ý hành thiện, không phỉ báng hiền thánh, tu hành chánh tín, khi thân hội mệnh chung được sanh vào cõi trời cõi người bằng thiên nhãn thanh tịnh, vị ấy xem thấy các chúng sanh có hành vi nào sanh tới chỗ nào đều thấy biết hết, đó gọi là khổ hạnh thù thắng bậc nhất. Thì chúng ta thấy từng bậc có một cái sự thăng hoa về cái khả năng của một người mà tu tập từ phàm mà chuyển thành đến đây là gọi là chứng quả mới đạt được những cái thần thông như vậy. Đến đây tức là không những là biết mình mà còn biết người về những cái đời quá khứ, mà không những biết quá khứ mà còn biết luôn cả cái tương lai, nhìn vào cái nhân quả, cái hành nghiệp của họ về thiện hay là ác và cái định hướng sinh về đâu. Thì cái người đó, người tu khổ hạnh có một cái tuệ giác, có một cái sự chứng biết như vậy, thì đó là tu khổ hạnh cái bậc nhất, tức là cái khổ hạnh mà đạt cái cuối cùng, cái cao nhất. Phật lại nói với Phạm Chí: này Phạm Chí, ở trong pháp này lại có pháp thù thắng hơn nữa mà ta thường dạy cho thanh văn, họ nhờ pháp đó tu được phạm hạnh. Tu được phạm hạnh thì cái pháp đó như thế nào, thì dưới này thì chúng ta sẽ tiếp theo sẽ hiểu. Thì nói lại về cái phần khổ hạnh, thì chúng ta từ trước đến giờ là chúng ta thấy có mấy loại khổ hạnh rồi, có mấy cách khổ hạnh. Đúng rồi, có năm cách khổ hạnh phải không? Cách khổ hạnh thứ nhất là khổ hạnh hình thức. Khổ hạnh hình thức tức là cái khổ hạnh của ngoại đạo. Những ngoại đạo thì thường bây giờ là ở Ấn Độ thì có nhiều cái tôn giáo, có nhiều cái tư tưởng, có nhiều cái chủ trương. Có chủ trương thì họ hưởng lạc, họ cho rằng không có nhân quả, không có đời sau, cho nên họ sống làm hưởng thụ thác loạn, rồi thì họ nghĩ là chết là xong là hết. Những người đó là thuộc về chấp, về đoạn kiến hay là thường kiến, thì họ hay chủ trương là cái chủ trương về hưởng lạc như vậy. Và có cái những cái trường phái thì họ chủ trương khổ hạnh ép sát, mà đa số thì họ tu về cái khổ hạnh. Bây giờ cũng còn chứ không phải là ngày xưa. Bây giờ như vừa rồi mà các học viên mà đi Ấn Độ thì không biết có nhìn thấy những người khổ hạnh có đi sông Hằng, có thấy không? Đi sông Hằng mà buổi sáng bình minh đó, họ xuống họ tắm, đó là những người mà đạo Bà La Môn, thì họ tắm là họ rửa tội là xong đó, lên thiên. Còn ở những người mà họ tu khổ hạnh cũng đạo Bà La Môn hay là cái ni kiền tử, họ không mặc đồ, không mặc quần mặc áo gì hết, rồi họ đứng ở trên sông Hằng á, nhiều khi họ đứng họ giăng nắng suốt cả ngày vậy đó, hay đứng một chân, rồi họ để mà họ ép cái xác, họ hành hạ cái xác như vậy. Thì bây giờ cũng vẫn còn chứ không phải là không, mà đa số là người tu theo cái chủ trương khổ hạnh là nhiều. Thì thứ nhất là các cái hình thức khổ hạnh, thì đây chỉ cho cái khổ hạnh của ngoại đạo. Rồi thứ hai là khổ hạnh cấu uế, tức là bên ngoài là cái hình thức khổ hạnh như vậy, nhưng mà bên trong thì đầy cấu uế, tham sân si, ngã mạn, ích kỷ, bỏng sẻn, đố kỵ, nguyên là bên trong là vẫn đầy cái phiền não mà không có vơi đi, không có ngọt giũa, mà chỉ quan trọng cái hình thức bên ngoài, là cách thứ hai. Rồi cách thứ ba là khổ hạnh không cấu uế. Thì cái đây cũng những cái hình thức thì cũng giống như là thứ hai, tức là những cái khổ hạnh thứ hai, nhưng mà bên trong không có cái cấu uế, tức là ngược lại, không có những cái sự tham cầu mong muốn, không có cái tánh bỏng sẻn, những cái tánh đố kỵ, tức là ngược lại. Thì vừa tu cái khổ hạnh về cái thân xác bên ngoài mà vừa tu tập cái tâm bên trong, đó là cái pháp khổ hạnh thứ ba.
Pháp khổ hạnh thứ ba này thì cũng gọi là cái pháp tu theo cái khổ hạnh về cái mắt cây phải không? Còn trước là cái vỏ, cái đây là cái vỏ cây, còn trước là cái hồi trước là chỉ có cái là cái ngoại đạo và những cái cấu ế, còn cái mà tu theo cái khổ hạnh mà vô cấu ế, đây là cái về như là cái vỏ cây, cái vỏ ngoài. Rồi thứ thứ tư, Khổ hành chắc thật thứ tư là khổ hạnh chắc thật. Còn chắc thật tức là không những là tu về cái thân ép sát khổ hạnh mà còn thực hành cái tư cách, cái đạo đức, năm giới cấm và tu tứ vô lượng tâm. Thì đó là cái về cái loại, về cái gỗ, phần gỗ, về cái phần mắt cây. Và thứ thứ năm là tu, tức là khổ hạnh bậc nhất. Bậc nhất thì là cũng tu về những cái hình thức bên ngoài cũng giống như là trước, nhưng mà bên trong là cái tâm thanh tịnh, và đồng thời là phải giữ năm giới cấm rồi tu tứ vô lượng tâm. Và không những tu chính mình mà còn tu, còn có cái sự giác tha nữa, hướng dẫn người khác nữa, tức là đem lại cái lợi tha nữa. Và không những là chỉ có dừng lại trong cái việc tu hiện tại mà còn phải dùng cái tuệ quán và quán để chứng thấy được, chứng được, biết được những cái đời trước, cái túc mệnh minh, hay là cái thiên nhãn minh. Thì như vậy thì cái pháp tu khổ hạnh là luôn luôn có cái sự phát triển như vậy. Và khi đến đây thì bây giờ thì ông Tán Đà Na, xin lỗi là ông Ni Câu Đà, là bây giờ ông hối hận và cũng xin đảnh lễ Đức Phật, xin đảnh lễ Đức Phật. Và sau đó thì Ma Ba Tuần thấy như vậy, thì Ma Ba Tuần sợ mất đi những cái người mà quyến thuộc, cho nên là Ma Ba Tuần xuất hiện đến cái trang 321. Thì bây giờ thấy những người Bà La Môn hướng về Đức Phật đảnh lễ như vậy, thì Ma Ba Tuần đến để mà quấy phá. Thì khi mà Ma Ba Tuần đến quấy phá, Đức Phật biết như vậy thì Đức Phật lui về và đưa đệ tử của mình, ông Tán Đà Na, để trên bàn tay và bay về nơi chỗ cũ, nơi động tất diệp. Và bây giờ là chúng ta thấy vì sao mà Đức Phật mà khi mà Ma Ba Tuần đến mà không có đối diện mà lại bỏ đi, phải Đức Phật sợ không? À, đúng rồi, thì phải đối diện một cái gì nó có cái gì nó lợi ích, thì Đức Phật sẵn sàng đối diện. Còn nếu mà bây giờ Ma Ba Tuần là một cái người mà không có biết trái phải, không có cái đủ mà cái tiêu chuẩn, thì Đức Phật không có mắc chi mà mất thời gian rồi năng lượng để mà đối diện như vậy. Cho nên lúc bây giờ thì tâm của những người phạm chí Bà La Môn này thì tâm của họ đã thuần thiện, đã hướng rồi, thì Đức Phật nghĩ là việc đã xong, thì ngài rời, không có mà dây dưa nó vô ích. Cho nên là khi Ma Ba Tuần đến thì Đức Phật đã rời đi. Và bây giờ thì 500 người phạm chí này thì đoan tâm chính ý nghe Đức Phật nói, và sau đó thì cuối cùng thì cư sĩ Tán Đà Na rồi Phạm Chí Ni Câu Đà và 500 đệ tử sau khi nghe điều Đức Phật nói thì hoan hỷ phụng hành. Thì cuối cùng đi đến cái kết là như vậy. Thì chúng ta thấy bài kinh này là nói về cái pháp tu khổ hạnh như thế nào là đúng, như thế nào là sai, và đồng thời cũng thấy cái oai của Đức Phật. Những người mà chưa biết, ngoại đạo chưa biết thì khinh thường xúc phạm như vậy, nhưng mà khi đối diện thì cái oai đức của Đức Phật tỏ ra và những cái ác tâm của ngoại đạo liền chuyển hóa, liền là chuyển đổi cái suy nghĩ và cái hành động. Đó là cái bài kinh Tán Đà Na hôm nay chúng ta học, nghe lên kiểu là phải không? Rồi thì cuối cùng thì sư cô cũng mến chúc các học viên luôn đầy đủ sức khỏe, tinh tấn học, tinh tấn tu, và có dịp có duyên thì chúng ta sẽ gặp lại. Di Đà Phật. Bây giờ chúng ta hồi hướng ha.